cho các bạn. Hôm nay VideoShop sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dây loa và những chiếc cùm loa đúng âm dương và dành cho những người chơi máy sân khấu. Và mình sẽ hướng dẫn luôn cái cách mà các bạn để đấu dây loa từ Ampli qua những dòng loa karaoke hiện nay. Subscribe Video, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị những công cụ như sau. Thứ nhất là một cái kèm để các bạn cắt dây loa. Thứ hai là một cái dít ba ke. Và các bạn lưu ý là dít ba ke này, cái đầu nhỏ thôi nha, mà chúng ta mở bít dễ hơn. Tiếp theo là cùm loa và cuối cùng là dây loa. Và bây giờ mình sẽ thao tác trên cái cùm loa này cho các bạn cùng tham khảo nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ xoay để mở cái cùm loa này ra. Thì trong cái cùm loa này nó sẽ có 4 con ốc tương tự với 4 chiều âm dương 1, 2. Thì mình sẽ chỉ các bạn là cái cách để các bạn nhận diện được chỉ là chiều âm mà chỉ là chiều dương. Thì các bạn lấy cái thanh này làm chuẩn nè. Thì khi đó cái phía bên này nó sẽ là 1 cộng và phía bên này là 1 trừ. Và hàng ốc ở dưới thì ngược lại, đây là 2 cộng và đây là 2 trừ. Thì khi quay qua máy quay thì các bạn không thể nào mà nhìn thấy được cái số. Nhưng các bạn tiếp xúc ở ngoài thì các bạn dễ nhìn thấy hơn. Nó sẽ ghi những cái số và cái chiều của nó ở dưới những con số này. Các bạn có thể nhìn rất là dễ. Và ở đây mình đã cắt sẵn dây loa này rồi. Thì các bạn có thể nhận biết được chiều nào là chiều âm và chiều nào là chiều dương, là tương ứng với hai chiều đó là màu đồng và lại màu nhôm. Đó. Thì đối với những dòng dây loa khác thì nó sẽ không phân biệt được hai màu này. Thì khi đó cách để chúng ta phân biệt được mà chúng ta xác định được chiều thì chúng ta phải để ý trên cái vỏ của cái cọng dây loa. Thì khi đó thì chúng ta tự quy định rằng nếu mà bên nào mà không có chữ thì sẽ là chiều dương và bên nào có chữ nó sẽ là chiều âm. Đó, thì bây giờ mình sẽ thao tác gắn dây loa vào cùm loa cho các bạn cùng tham khảo nha. Thì trước tiên mình bỏ cọng dây loa vô trước. Rồi, chúng ta xe cái đầu lại cho nó chắc chắn một chút. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng vít ba ke để mình mở cái ốc này ra. Thì đây là 1 cộng và đây là 1 trừ nè. Như vậy mình đã nói rồi đó. Tâm chúng ta mở ốc để chúng ta gắn dây loa vào. Các bạn lưu ý là cái cùm loa này nó sẽ có một cái lưỡi gà. Thì khi chúng ta... cái lưỡi gà đây, khi chúng ta nhét cọng dây loa vào mà nó hơi khó vào thì các bạn có thể dùng cái dít ba ke để nảy lên một tí để cho cái cọng dây loa vào dễ dàng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho dây loa vào. Đó, rất là dễ dàng. Chúng ta siết đầm tay nha các bạn siết chặt vào. Càng chặt thì càng giữ được mối liên kết giữa cọng loa và dây loa. Bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách để đưa cùm loa vào cái loa một cách gọi là chuẩn. Thì đầu tiên các bạn để ý cái cổng này nó sẽ có hai cái khe trên và dưới. Khe trên nó bự hơn khe dưới nha. Thì tương ứng với lại cái cùm loa nó cũng có hai cái miếng nhựa này nè, trên dưới này. Đó, các bạn đưa vào đúng chiều và đúng cái khe của nó. Và xoay cùng chiều kim đồng hồ. Khi các bạn nghe một cái tiếng tắt thì cái cùm loa này nó đã vào cái loa rồi, nó sẽ được đưa tín hiệu vào. Và khi các bạn muốn gỡ ra thì các bạn xoay chiều ngược lại kim đồng hồ. Nhưng lưu ý giúp mình là trên cái thanh này nó có một cái mũi tên hướng xuống nè, là để các bạn kéo nó xuống đó. Và các bạn xoay ngược thì rút nó ra. Và lưu ý giúp mình ở trên đây, trên những cái cổng này nó ghi chữ in và out. Thì có nghĩa là khi các bạn đã cho tín hiệu này vào một cái loa này rồi thì các bạn muốn out ra một cái loa khác vẫn được nha. Có nghĩa là nối tiếp những cái loa lại với nhau. Thì các bạn lưu ý giúp mình là khi các bạn đấu 1 cộng và 1 trừ thì lúc mà các bạn out ra cũng phải là 1 cộng và 1 trừ. Và ngược lại khi các bạn đấu 2 cộng và 2 trừ thì lúc mà out ra các bạn cũng phải đấu là 2 cộng và 2 trừ nha. Vừa nãy mình đã hướng dẫn các bạn cách đấu cùm loa cho những dòng loa sân khấu. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà đấu từ Ampli qua những dòng loa karaoke nhỏ gia đình. Thì đầu tiên các bạn phải xác định được đâu là cái chạm loa của Ampli. Còn đây
đó chính là những cái chạm loa của âm ly. Thì người ta đã quy định sẵn luôn, những cái chạm loa màu đỏ này đó là dương và những cái chạm loa màu đen này đó là âm. Thì đối với sợi dây loa cũng vậy, các bạn cũng xác định được chừng nào là chiều âm, chừng nào là chiều dương rồi. Thì đồng chính là dương và bạc chính là âm. Và trên cái loa nó cũng vậy, nó đã xác định sẵn cho mình luôn. Màu đỏ chính là dương và màu đen chính là âm. Thì khi đó, cái thao tác của chúng ta là như sau. Thì chúng ta đưa những cái đầu nào mà màu đồng thì chúng ta đưa vào màu dương. Chúng ta siết chặt lại. Rất dễ, không có gì khó khăn cả. Thôi, chúng ta siết chặt lại được. Và tương tự trên cái loa cũng vậy. Đây là chiều dương, các bạn đưa cộng với màu đồng vào. Và chiều âm. Và như thế là chúng ta đã kết nối được từ chạm loa đến cái những cái loa nhỏ. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách thức để đấu dây loa và cụm loa là như thế nào rồi. Từ nguyên tắc cơ bản, khi các bạn muốn đấu dây loa, các bạn phải xác định được chiều nào là chiều âm và chiều nào là chiều dương. Thì khi đó các bạn có thể đấu một cách rất là dễ dàng mà không sợ phải hư hỏng hay là sẽ sự correcting nào. Và nếu các bạn thắc mắc hay cần hỗ trợ về kỹ thuật, các bạn có thể gọi đến số 0937 600 300 để được các nhân viên kỹ thuật hỗ trợ và tư vấn.